Hi, Thợ Của Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trong miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về hướng dẫn lắp một cái cửa lùa máng treo nha cả nhà. Thì mình ở đây đã có một cái sự chuẩn bị là một cái mô hình để mình hướng dẫn cho những anh em mà chưa biết cách để lắp đặt cái cửa lùa máng treo. Và cô chú anh chị và các bạn ở tại nhà mình vẫn làm được nha. Ai biết hàng thì sẽ làm được cái cửa máng treo này. Thì mình hướng dẫn đây là rất chi tiết về một cái cửa máng treo để làm cái nhà tiền chế cả nhà. Thì nhà tiền chế hoặc là nhà tường, nhà gỗ gì cũng được, mà mình muốn làm một cái cửa lùa máng treo thì nó cần có những cái phụ kiện nha. Thì ở đây là mình có một cái máng treo, một máng treo là nó như vậy đó. Máng treo như vậy, nó hình như vậy. Thì mình ở đây mình cũng có phan lỗ rồi mình cũng có bắt một miếng bát vô như vậy. Thì ở đây mình sử dụng con ốc 8 ly nha. Thì ốc 8 ly này thì mình không có 8 ly 2 nên mình có 8 ly 3 mình gắn vô đây luôn cũng được nha cả nhà. Thì cả nhà có ốc ngắn thì vẫn bắt vô đây vẫn được. Thì mình hướng dẫn cách này. Ở đây thì mình hướng dẫn cho những anh em mà mình chưa biết cách lắp đặt nha. Còn những anh em nào mà thợ chuyên nghiệp có biết rồi thì xem video ủng hộ cho mình và góp ý thêm và bình luận ở bên dưới cho mình biết nha, để học hỏi thêm kinh nghiệm nha cả nhà. Thì cái máng treo này thì dùng những cái bát như vậy nè cả nhà. Thì cái bát này thì nó dùng để cho những cái máng treo như vậy để mình có thể tăng đưa vô ra được. Thì mình ở đây làm cái mô hình thì mình đã khoan lỗ, cái này là nó không có như vậy. Thì mình mua phụ kiện thì nó có như vậy nha, để mình tăng đưa vô ra hoặc là lên xuống cái máng này vẫn được nha. Hãy dùng cái bát như vậy. Ở đây là mình hướng dẫn chung cho cả nhà xem, cho anh em để dễ làm á. Thì nó có những cái bánh xe treo như vậy. Bánh xe treo như vậy thì mình khuyên cả nhà là xài những bánh xe đôi như vậy, là nó rất bền. Đó, nó rất là nhẹ nha. Còn những cái bánh xe chiếc thì thường nó ưa dụ cái bể cái đạn này lắm. Những cái cánh cửa mà treo nó hơi nặng á thì sẽ bể đạn này. Thì mình phải xài phụ kiện như vậy. Thì mình xài phụ kiện như vậy thì mình để mình lắp một cái máng này vô trước, rồi mình sẽ quay tiếp cho cả nhà thêm một cái chi tiết phần ở dưới chân, gài dưới chân nữa nha. Mình làm cái này là cái khung nhà tiền chế lắp ghép nên mình dùng là ốc 8 ly này nha cả nhà. Còn nếu mình làm tường thì mình xài tắc kê sắt cũng 8 ly. Rồi, mình đã lắp cái máng treo xong thì những cái này là mình chuẩn bị trước hết nha cả nhà, để hướng dẫn cho nó mau thì cho video nó mau, chứ còn để mình làm từ chi tiết thì nó rất là lâu nha. Thì này mình chỉ làm mô hình cho cả nhà xem thôi, còn thực tế thì cả nhà xem theo cái hướng dẫn của mình thì cứ lắp bộ cửa vô. Ở đây mình cũng có hàng một cái khung cửa xong luôn, để mình lắp vô rồi cho cả nhà xem. Đây mình cái nhà dùng một cái con ốc đuôi cá như vậy. Con ốc đuôi cá này thì nó chỉ có là 1,5 phân nha. Con ốc đuôi cá này là 1,5 phân, nó như vậy. Còn mình muốn tiện lợi hơn nữa thì mình dùng cút bấm ly quê á, cũng được luôn nha. Rồi, mình đã lắp hai cái bánh xe trên nè nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đưa vô. Đó. Đây mình đẩy rất là nhẹ nhàng luôn nha. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Cái cửa này thì nó mình bấm ton vô hoặc là chừa xông ly như vậy cũng vẫn được. Nó càng nặng thì cái bánh xe này chạy rất là im. Còn mình muốn cho nó im hơn nữa thì mình chép một miếng mỡ bò vô cái bánh xe này nha cả nhà. Theo cái đường gà máng này thì nó chạy nó rất là im luôn, nghe cái tiếng nó rất là nhỏ. Rồi dưới hai nữa là mình có cái quan trọng nhất là cái này. Đây quan trọng nhất là cái này nha cả nhà. Đó, bây giờ là mình đã gắn ở trên được rồi. Còn ở dưới này là nó đung đơ này. Thì mình làm sao cho nó cố định được cái này thì nó rất là quan trọng nha. Có những anh em làm cũng có làm mà dùng một cái miếng quê á, một miếng quê mà để kẹp vô như vậy. Mình ví dụ nha, đây là một miếng quê, mình ví dụ này sẽ kẹp vô như vậy thì mình kéo á, mình vẫn giữ được rất là cứng, nhưng mà mình kéo lâu ngày thì cái độ ma sát của cái sắt này nè, đó thì nó sẽ kêu nha cả nhà. Nó kêu rất là khó chịu, nên mình có làm một cái miếng bát như vậy. Đó. Miếng bát như vậy. Đây, một miếng bát như vậy. Thì nó cũng từ là những cái miếng bát mà dùng cho cửa Đài Loan á. Nên mình chế một miếng bát như vậy. Trong này phụ kiện của Đài Loan nha cả nhà, thì mình sẽ mua, mình sẽ lắp đặt vô đây vẫn được nha. Đó, miếng bát như vậy. Còn cái máng trên thì mình xài miếng bát treo như vậy. Đó, còn dưới chân thì mình mua một miếng bát như vậy. Đó, thì này mình đã cũng khoan lỗ y gan với nhau. Đó, thì mình sẽ lắp vô vẫn là ok. Thì đây mình đã làm sẵn để mình cho cả nhà dễ hiểu. Thì mình dùng một con ốc 8 ly dài 3 phân nha. Ở đây dùng 2 cái bạc đạn. Đó, mình sử dụng 2 cái bạc đạn nha cả nhà. Để bạc đạn này mấy đây không thấy rõ này. Bạc đạn này là 628 nha cả nhà. Đây 628. Để mình cho nó rõ nét và cho cả nhà thấy. Không lấy nét được cả nhà. Thì bạc đạn này thì nói chung mình cũng xài được là con ốc 8 ly, nó rất là vừa luôn nha. Thì cả nhà muốn tùy ý, muốn xài bạc đạn lớn hơn thì mình phải lựa theo cái con ốc dưới này. Ví dụ 10 ly thì mình xài bạc đạn nó lớn hơn một chút xíu. Ở đây là mình xài bạc đạn nhỏ. Đây, cái này là mình mô hình cho cả nhà xem nha. Thì mình sử dụng là hai cái bạc đạn nha cả nhà. Hai bạc đạn cho nó im nha. Thì mình đã khoan lỗ như đây. Thì cái trong này là mình lấy có cái cự ly rồi. Nên mình cả nhà lấy cự ly cho nó chính xác để nó lọt một cái thanh, ví dụ như đây là 25 vuông. Thì mình sẽ cái độ hở này giữa cái bạc đạn này. Đó, giữa bạc đạn này tới đây là 25 nhưng mình cho nó hơi nới chút xíu nha cả nhà. Mình cho 27. Đó. 26 27 gì đó, có khoảng nó còn hơi độ gơ chút xíu thì nó sẽ rất là bền. Đây, để mình lắp vô luôn cho cả nhà xem. Cái này là mình lắp ở trên cái thanh này nên mình giờ nó phải lú cái chân dưới này. Còn nếu mà cả nhà lắp xuống một cái nền bê tông như vậy thì mình sẽ cắt ngang đây, mình bỏ, mình sẽ lấy máy hàng mình chấm hàng cái này lại ngang cả nhà cho nó bằng cái này. Ở dưới nền đó thì mình phan tắc kê. Đây mình sẽ gắn một con tán vô đây rồi mình sẽ để cái bạc đạn lên vô luôn nha cả nhà. Đó, cái bạc đạn rồi ở trên này mình sẽ dặn một con tán trên nữa. Đó, đây nè cả nhà, nâng ha, nâng rất là im. Rồi ở đây mình làm ở trên này thì mình ở đây có chừng thì sẵn rồi, mình đã khoan hai cái lỗ rồi nha cả nhà. Đây nó khoan hai cái lỗ rồi, đi mình lắp vô thôi. Đây nè cả nhà. Khi mình đưa vô là nó rất là ấy luôn, nó không có độ mà gơ, rất là chắc luôn. Rất là chắc luôn, không có mãi là quan trọng nhất là cái này. Nó im hay không là cái cửa mình kéo im hay không là nhờ cái chân bát chịu dưới này là mình sử dụng có bạc đạn nha. Chứ còn mình để cái miếng que này để mình chịu đây thì nó ma sát rất là mòn và nó sẽ kêu. Đó, thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cả nhà xem. Rồi thứ hai nữa là mình đi qua đây. Đó, qua đây là một cái khuôn bao đi. Đây một cái khuôn bao. Đó, khuôn bao, nó mình đóng qua. Thì đóng qua đây mình có hàng một cái bát chịu cái chân. Đây là một miếng bát chịu chân nha. Đó, mình đẩy qua. Đó, nó sẽ vô đây. Và khi là mình xong là cổ cửa mình rất là chắc chắn luôn. Đó, cái nhà thấy kéo qua kéo lại rất là ngon lành không? Rồi thì cái video của mình nay hướng dẫn lắp cái cửa lùa mắng keo. Thì mong cả nhà thấy xem video mình có hay hữu ích, nhớ đăng ký và cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cả nhà. Đó. Đó, rất đây là ok luôn. Đó, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Thì rồi mình cũng cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi clip của mình nha. Rồi mình cũng hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Rồi ok, bye bye.